Hello cả nhà. Chào cả nhà nha. Wow, hello chị Hoàng Thúy. Mấy nay thấy chị học tập với lại rất là tuyệt vời luôn đó nha. Thấy chị say một lần rồi đó nha. Bữa nay học bên gì á chị Thúy ơi? Chị Thúy ăn cơm chưa? Bữa nay thấy nhìn chị khác quá luôn ấy. Bữa nay nhìn chị rất là siêu đẳng luôn. Hello Hoàng Viết, càng ngày càng xinh nhé. Em là phải học tập chị nhiều lắm. Là chị càng ngày càng xinh mà lại càng ngày càng có sự khác biệt luôn ấy. Rất là đẳng cấp đúng không ạ? Một người chị mà khi mà tiếp cận được với những cái tư duy quá tuyệt vời thì chị đã thay đổi hoàn toàn. Chị thay đổi một cách vượt bậc. À, em chào cô nhá. Cô hôm nay vào nghe livestream của em nhá cô. Cô Lê Lợi là cô ngày xưa dạy cấp 2 của Hoàng Viết ạ. Hiện tại giờ thì cô đã về hưu rồi nên là cô sẽ có rất là nhiều thời gian đúng không ạ? Cho nên là cô ơi, cô hãy ở lại live và nghe livestream của em nhé. Cảm ơn chị Thúy nhiều nha. Em phải học tập chị Thúy rất là nhiều bởi vì thật sự là chưa đầy một năm mà chị đã thay đổi và có cái sự vượt bậc, đúng không? Một cái sự đột phá rất là lớn luôn quý cô chú anh chị ạ. Mọi người ơi, ai đã đang trong livestream của Hoàng Viết có thể là tương tác comment và giao lưu Hoàng Viết được không ạ? Với lại chúng ta hãy chia sẻ livestream cho Hoàng Viết với. Hà Nội bữa nay còn lạnh lắm không chị Thúy ơi? Hà Nội bữa nay có lạnh lắm không chị? Ở Tây Nguyên bữa nay rất là lạnh luôn á. Không dám ra ngoài luôn chị ạ, rất lạnh luôn. Rồi em cảm ơn chị Thúy nha. Cảm ơn chị Thúy nhiều. Hôm nay Hoàng Viết sẽ đến với tất cả quý cô chú anh chị một cái chủ đề, đó là không có tiền vẫn tạo ra tiền. Đúng không à? Đấy, chúng ta vẫn hay nói là úi giời ơi, làm cái gì bây giờ, không có tiền thì làm cái gì được, đúng không ạ? Thế nhưng mà đối với những người mà họ có tư duy, họ có tầm nhìn, đúng không ạ? Thì bình thường thôi, ấm hơn Lạng Sơn. Ồ vậy hả chị? Vậy thì đỡ hơn rồi đúng không chị? Ở Tây Nguyên bữa nay, mấy bữa nay lạnh lắm chị ạ. Lạnh ơi là lạnh luôn. Có nghĩa là cái rét của Hà Nội đã chạy sang bên Tây Nguyên rồi. Để chạy qua Tây Nguyên rồi sao á. Mọi người ơi hãy chia sẻ livestream cho Hoàng Viết với nha. Em cảm ơn chị Thúy nha. Mong khi nào được hè lại được gặp lại chị nhờ. Chị em lại được gặp nhau thì quá tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, có một cái thời gian thì Hoàng Viết đã ra Hà Nội học khóa 1 của cô chú anh chị ạ. Thì đã được biết chị Thúy và lúc đó là chị Thúy vừa mới đi Dubai về. Và nghe cái câu chuyện chị Thúy là chị Thúy được đi Dubai nhưng mà lúc đó là chưa hề biết về cái dự án của mình luôn. Và khi gặp ngài chủ tịch ấy, thì chị ấy thấy mọi người ôm ngài chủ tịch và khóc. Chị cũng ôm ngài chủ tịch và chị khóc quý cô chú anh chị ạ. Và ngày hôm nay thì chị đã nói về ngài chủ tịch, đúng không ạ? Chị đã hiểu rất sâu về ngài chủ tịch. Một người chị mà chưa bao giờ bước chân ra khỏi lũy tre làng. Thế nhưng mà bước chân đầu tiên chị đã sang tận Dubai, được gặp một nhà khoa học, được ôm cái nhà khoa học ấy, đúng không ạ? Đấy, các quý cô chú anh chị có thấy tuyệt vời không ạ? Có những con người chúng ta là bình thường thôi, đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta chỉ cần chúng ta đủ tầm, chúng ta đủ tư duy để chúng ta nhận ra cơ hội thì chúng ta sẽ có rất nhiều những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta, đúng không ạ? Chào anh Nguyễn Sáng nha. Hôm nay Hoàng Viết sẽ đến với tất cả mọi người một cái chủ đề, đó là không có tiền vẫn tạo ra tiền. À, mọi người không tin thì cứ hãy ở lại trong livestream Hoàng Viết. Kết thúc buổi livestream xem có đúng như Hoàng Viết đưa ra chủ đề hay không nhá. Anh Sáng cố gắng nhá. Chào em Hiền Đố nhá. Mọi người có thể chia sẻ livestream cho Hoàng Viết với nha. Chia sẻ thật mạnh livestream cho Hoàng Viết, share trên các tường Facebook, trên các nhóm Zalo để mà những người bạn, người thân của mình ai đó chưa biết được về cái tư duy, đúng không ạ? Thì họ sẽ học tập được một cái chút tư duy nào đó, đúng không ạ? Qua cái vấn đề, qua cái những cái tư duy mà Hoàng Viết chia sẻ được, ông quý cô chú anh chị. Chào chị Hoàng Loan nhá. Đấy. Hoàng Viết vừa mới nói về cái chị Thúy đấy, cô chú anh chị ạ. Chị Thúy cũng là một người chị mà Hoàng Viết mới gặp cái hôm tháng 3, Hoàng Viết đi ra Hà Nội học khóa 1. Và khi mà đi ra Hà Nội gặp chị á, thì lúc bấy giờ là chị chưa có tiếp cận về với tập đoàn mình đâu quý cô chú anh chị ạ. Thế nhưng ngày hôm nay chị đã rất là thành công rồi, đúng không ạ? Rất là thành công rồi. Chị đã chia sẻ về tập đoàn, chia sẻ về ngài chủ tịch, chia sẻ về công nghệ mình, chia sẻ về pháp lý của tập đoàn một cách rất là rõ ràng, rành mạch. Và người ta gọi là tầm mình đến đâu thì tiền mình đến đấy, đúng không ạ? Và ngày hôm nay chị đã thấy có cái sự lột xác rất là ngoạn mục luôn. Và chính Hoàng Viết cũng phải học tập với quý cô chú anh chị ạ. Đấy, một người chị mà chưa bao giờ ra khỏi lũy chơi làng, thế nhưng mà đã ra khỏi lũy chơi làng là bạn chị ấy phi một mạch đi sang tận Dubai luôn quý cô chú anh chị ạ. Đi sang tận Dubai thấy mọi người họ được ngài chủ tịch ôm, đúng không ạ? Và chị cũng ôm ngài chủ tịch và chị khóc quý cô chú anh chị ạ. Lúc bây giờ là chưa hề định hình được, nhưng mà khi về nhà chị ngẫm lại và chị biết được cái giá trị của cơ hội này nó quá tuyệt vời. Thì lúc bây giờ chị đã gì nhỉ? Đã đam mê, đã nhiệt huyết, đúng không ạ? Ăn ngủ đều nghĩ đến cái công việc của mình. Và ngày hôm nay chị đã có sự thành công nhất định, quý cô chú anh chị ạ. Chào Hoan Công nhá. Chào Hoan, chào chị Hoàng Loan nhá. Chị Hoàng Loan cũng là một cổ đông của tập đoàn của chúng ta, quý cô chú anh chị ạ. Đấy, cho nên là khi chúng ta đã là đồng sở hữu, ngày hôm nay chúng ta gọi là đồng sở hữu công nghệ của tập đoàn UST rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta phải có những cái kiến thức về tập đoàn, có những cái tư duy, những cái tầm nhìn về tập đoàn, có những cái thông tin về tập đoàn quý cô chú anh chị ạ. Chứ chúng ta đừng cái gì nhỉ? Chúng ta đang là cổ đông của tập đoàn, chúng ta là những cái người mà nắm giữ cổ phần của một tập đoàn lớn, mà chúng ta chỉ cần là tác động bởi một anh A, anh B, anh C là chúng ta lại co vòi, chúng ta lại lo sợ, đúng không ạ? Và chính ngày hôm nay này quý cô chú anh chị biết không ạ? Có hai khách đã chuyển cho Hoàng Viết tầm 50 triệu để mà giữ cái gói giữ cái gói là chiết khấu 100 quý cô chú anh chị ạ. Đấy, quý cô chú anh chị hình dung mà. Vậy thì chúng ta thấy là nếu như mà chúng ta cứ sợ hãi, chúng ta cứ lo âu thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ làm được cái việc lớn đâu quý cô chú anh chị ạ. Đấy. Đấy chính là những cái mà Hoàng Viết cũng mong sao là quý cô chú anh chị cứ phải thật sự hiểu về tập đoàn, hiểu về giá trị của công nghệ chúng ta. Đấy. Mọi người ơi, hãy share bài, share live stream trên của Hoàng Viết trên tất cả những cái trên cho nhóm, trên cái tường Facebook để mà tất cả quý cô chú anh chị, đúng không, những người bạn, người thân của mình, đúng không ạ? Họ đang làm về kinh doanh, họ đang làm về đầu tư, họ đang làm về tài chính, đúng không ạ? Có thể là họ sẽ tiếp cận được với những cái tư duy của Hoàng Viết chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay, được không quý cô chú anh chị? Mọi người hãy chia sẻ cho Hoàng Viết với nào. Chắc là cái giờ này mọi người đang ăn cơm đúng không ạ? Anh Sáng ăn cơm chưa? Chị Loan ăn cơm chưa? Chào Nguyễn Ương nha. Nguyễn Ương không biết là nam hay nữ nhỉ? Chào bạn Nguyễn Ương nha. Chào Hoan Công nha. Chào bạn Hoan Công. Chào chị Võ Tám nha. Đấy, chị Võ Tám đã xuất hiện. Chị Võ Tám là một người chị hết sức là năng lượng, hết sức là nhiệt tình luôn quý cô chú anh chị ạ. Một người chị mà Hoàng Viết cũng mới quen thôi. Và hôm qua Hoàng Viết cũng có một buổi gặp gỡ tại nhà của chị, đúng không ạ? Được giao lưu, được hát hò tại nhà của chị luôn. Đấy, cho nên chị và Hoàng Viết vô cùng là cảm ơn chị nhiều nhá. Đấy, mặc dù mới quen nhưng mà với cái sự thành tâm của mình, đúng không ạ? Thì chúng ta đã có những cuộc gặp gỡ, đúng không? Những cái cuộc giao lưu hết sức là chân ái. Hello em, buổi tối vui vẻ. Em cảm ơn chị nhá. Chị chúc chị một buổi tối cũng rất là năng lượng và vui vẻ chị nhá. Chị ơi, cố gắng ở livestream ở trong livestream của em nhá, để mà tí nữa biết đâu được những cái tư duy mà em chia sẻ có thể là mình sẽ học tập được một điều gì đó, đúng không chị? Đấy, em cảm ơn chị rất là nhiều đã hiện diện trong buổi livestream của em ạ. Mọi người có thể là chia sẻ livestream cho Hoàng Viết mạnh lên nào, tương tác cho Hoàng Viết mạnh lên nào để Hoàng Viết có thêm thật sự nhiều năng lượng để chia sẻ cho tất cả quý cô chú anh chị, đúng không ạ? Hôm nay Hoàng Viết đến với tất cả quý cô chú anh chị một chủ đề, đó là không có tiền vẫn tạo ra tiền, đúng không ạ? Thường thường á, là chúng ta hay nghĩ là tiền ở trong túi, đúng không ạ? Thế nhưng mà đối với những người giàu á, là người ta nghĩ là tiền nó nằm ở trong đầu quý cô chú anh chị ạ. Đúng không ạ? Tiền nó nằm ở trong đầu chứ không phải là nằm trong túi quần chúng ta đâu ạ. Đấy, cho nên là cái chủ đề ngày hôm nay của Hoàng Viết thì nó sẽ hơi là trừu tượng, nhưng mà quý cô chú anh chị cứ nghe hết thì chắc chắn chúng ta sẽ hiểu được lý do tại sao Hoàng Viết lại dám nói là không có tiền chúng ta vẫn tạo ra tiền. Và đây chính là câu nói mà người cha giàu đã nói trong cuốn sách Dạy Con Làm Giàu của Robert Kiyosaki, quý cô chú anh chị ạ, chứ không phải là câu nói của Hoàng Viết đâu ạ. Nên là mọi người có thể là chia sẻ cho Hoàng Viết những cái livestream này. Chào anh Thân nhá. Anh Thân là một người anh ngày xưa là Hoàng Viết đã từng công tác ở trong cái nơi anh làm việc ạ. Anh Thân ơi, lâu nay có khỏe không ạ? Mọi người có thể là vào tương tác và chia sẻ livestream cho Hoàng Viết với nha. Bữa nào ra phố chị alo anh em cà phê nhá anh Thân nhá. Bởi vì lâu quá rồi, tới ngày em chuyển trường xong rồi cũng không ít gặp mọi người. Chào Sinh Vi nhá, chào em bé Ngọc Khánh nhá, Khánh Băng nhá. Mọi người có thể chia sẻ tương tác livestream cho Hoàng Viết với nha. Chia sẻ mạnh lên để Hoàng Viết có thêm thật nhiều năng lượng để chia sẻ cho chúng ta một cái chủ đề mà Hoàng Viết tin rằng tất cả chúng ta đều quan tâm, đúng không ạ? Chúng ta ai cũng muốn là chúng ta làm được rất nhiều việc, nhưng cái câu đầu tiên chúng ta vẫn hay nói với nhau là ôi không có tiền chả làm được gì đâu, đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta hãy bình tĩnh lại, đúng không ạ? Bởi vì cái quan trọng của cái vốn quan trọng nhất nó không phải là tiền của quý cô chú anh chị ạ, mà nó là gì? Là tư duy, là kiến thức, đúng không? Là kinh nghiệm, đúng không ạ? Và cuối cùng cái thứ ba mới là tiền đấy quý cô chú anh chị nhá. Cho nên là chúng ta hello em Khánh Băng nhá. 23 âm lịch em về Đắk Lắk này chị. Ô về hả? 23 âm lịch về Đắk Lắk alo cho chị nhá. Đặng Giang nhá. Hôm nay ngày nào chị cũng lên là nghe livestream của em hết á. Em là một cô bé rất là năng lượng và có rất nhiều tư duy kiến thức tuyệt vời. Bởi vì em Đặng Giang cũng là một cổ đông của sữa doanh nghiệp sữa Vinamilk quý cô chú anh chị ạ. Đấy, cho nên là và em đã từng làm trong cái công ty đấy, cho nên là em có rất là nhiều cái sự trải nghiệm, nhiều cái kiến thức, nhiều cái tư duy, đúng không ạ? Và mỗi một lần mà nghe em Giang mà phát biểu là chúng ta thấy là học tập được rất là nhiều. Cảm ơn em rất là nhiều nha em Giang nhá. Mọi người có thể là tương tác. 23 này về Đắk Lắk thì có thể là sẽ alo cho chị nhá. Chị sẽ mời em cà phê Buôn Ma Thuột. Bữa nay em đang ở đâu á Giang ơi? Hiện tại giờ là em đang ở đâu? Em chào chị Phan Lịnh nhá. Đấy, chị Phan Lịnh là một cổ đông rất lớn của Tây Nguyên quý cô chú anh chị ạ. Chị là đấy, một cái câu slogan của chị Phan Lịnh là gì? Chào em Hoàng, chào Hoàng Viết xinh đẹp. 48 Đắk Nông xin chào quý các cổ đông. Đấy, quý cô chú anh chị, đấy là đây chính là cái lời mời của tất cả những anh em cổ đông Tây Nguyên, đúng không ạ? Khi ai đó tất cả những người bạn của mình đến Tây Nguyên thì chúng ta sẽ gì? Sẽ rất là nồng nhiệt chào đón. Và Tây Nguyên là thủ phủ cà phê, cho nên là những ai mà đến Tây Nguyên thì Hoàng Viết cũng như là chị Phan Lịnh sẽ mời những ly cà phê đậm chất Tây Nguyên nhá. Chào Chu Thị Rinh nhá, lâu quá rồi nhờ. Chào chị Linh Nguyễn nhá. Chị Linh Nguyễn mấy bữa nay là thấy em thấy là rất là tuyệt vời, đúng không? Tham gia những lớp học rất tuyệt vời, làm thứ nhất, thứ hai nữa là chị đã là gì nhỉ? Học hết mình và chơi cũng hết mình, đúng không ạ? Hôm qua em thấy chị chào Tiến Nông nhá, chào Rinh nhá. Em đang ở Đà Lạt ạ. Vậy thì Đà Lạt cách chị em mình cũng không xa, đúng không ạ? Bữa nào qua là alo cho chị nhá. Đấy. Vậy thì ngày hôm nay thì mọi người có thể là chia sẻ livestream mạnh cho Hoàng Viết. Và Hoàng Viết rất là cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã hiện diện trong buổi livestream của Hoàng Viết nha. Và ngày hôm nay Hoàng Bích sẽ đến với tất cả quý cô chú anh chị một cái chủ đề, đó là không có tiền vẫn tạo ra tiền. Mọi người có muốn lắng nghe cái chủ đề này của Hoàng Bích không ạ? Mọi người, nếu như mọi người muốn lắng nghe và muốn Hoàng Bích chia sẻ thì hãy comment cho Hoàng Bích con số 9 yêu thương, đúng không ạ? Em đi ô tô về chị ạ. Ok chị. Vâng, rồi ok em. Mọi người đến 2, 3 khi nào em qua đây em cứ alo cho chị nhá. Chị luôn sẵn sàng để mà cà phê cùng với em. Chào em Hoàng Trình. Rồi, cảm ơn em Đặng Đặng Giang nha. Mọi người ơi, hãy comment cho Hoàng Viết con số 9 để Hoàng Viết có thêm rất nhiều năng lượng để chia sẻ cho chúng ta nào. Chào Vinh Điệp nha. Rồi, cảm ơn chị Linh Nguyễn đã cho em rất nhiều con số 9 yêu thương ạ. Cảm ơn em Đặng Giang nữa nhá. Cho chị rất là nhiều con số 9 ạ. Mọi người tiếp tục cho Hoàng Viết thêm nhiều con số 9 nữa được không ạ? Ôi, chào bạn Minh Tâm nha. Minh Tâm cũng là một cô giáo và hiện tại bây giờ đã xé rào, đúng không ạ? Đã bước ra khỏi vùng an toàn và hiện tại giờ bạn đang tập trung 100% vào cái sự nghiệp SkyWay của quý chị ạ. Chào em Hoàng Trình nhá. Chị cảm ơn em rất là nhiều. Đặng Hoàng Giang, nhà chị cũng ở Nam Ban, khi nào vào gặp nhau nhé. Wow, vậy là đều là những hàng xóm của nhau đúng không ạ? Đấy, chị Linh cũng có nhà ở Nam Ban Lâm Đồng. Rồi, cảm ơn em Vinh Điệp, cảm ơn Hoàng Trình, cảm ơn chị Linh Nguyễn, cảm ơn em Đặng Giang nhá. Hoàng Bích xin chào tất cả quý cô chú anh chị ạ. Và lời đầu tiên thì cho phép Hoàng Bích được gửi đến tất cả quý cô chú anh chị một lời chào và một lời chúc buổi tối thật sự năng lượng, thật sự vui vẻ và thật sự hạnh phúc ạ. Lời đầu tiên Hoàng Viết xin tự giới thiệu về bản thân mình một chút. Đó là Hoàng Viết, tên là Hoàng Thị Viết. Và hiện tại bây giờ Hoàng Viết đang sinh sống và làm việc tại Buôn Ma Thuột. Hoàng Viết thì cũng xuất thân từ một cô gái làm việc công thôi quý chú anh chị ạ. Bắt đầu làm công nhưng Hoàng Viết lại có một khao khát của sự giàu có. Rất là khao khát quý cô chú anh chị ạ. Bởi vì sao? Bởi vì cả tuổi thơ của mình đã chứng kiến nỗi cơ cực vất vả của mẹ, của ba mẹ mình rồi. Và cho nên là Hoàng Bích muốn thoát khỏi cái lụy tre làng và thoát khỏi cái cuộc đời cơ cực ấy. Cho nên là Hoàng Bích đã nỗ lực học tập. Ngày đó là mình chỉ biết nỗ lực học tập để làm sao đạt được cái ước mơ của mình. Và cuối cùng thì Hoàng Bích cũng đã đạt được ước mơ của mình. Nhưng khi mình đạt được ước mơ của mình rồi, mình những tưởng rằng mình sẽ chăm lo được cho cuộc sống của mình tốt nhất, chăm lo được gia đình của mình tốt nhất quý cô chú anh chị ạ. Thế nhưng mà cuối cùng Hoàng Bích vẫn chưa có đủ điều kiện để báo hiếu cha mẹ. Và 20 năm đằng đẵng đi làm thì Hoàng Bích mới ngộ ra một điều rằng nếu như hiện tại bây giờ mình chưa có đủ điều kiện để báo hiếu cha mẹ thì đến bao giờ mình mới làm được việc đấy đây? Đến bao giờ mình mới có thể làm được điều đấy đây? Hoàng Bích luôn đặt cho mình những cái câu hỏi như vậy. Và Hoàng Bích đã nhận định là không thể nào mình cứ nằm mãi ở nhóm làm công, mà buộc mình phải đi tìm những cái cơ hội cho mình để thay đổi cuộc đời mình, thay đổi thu nhập của mình và thay đổi dòng tiền của mình. Và cuối cùng thì Hoàng Bích đã tìm đến sách để đọc. Và khi Hoàng Bích tìm đến sách để đọc thì Hoàng Bích lại rất may mắn tiếp cận được với cuốn sách, đó là bảo bối của tất cả những cái gia đình giàu có, đó là cuốn sách Dạy Con Làm Giàu của Robert Kiyosaki. Và khi Hoàng Bích tiếp cận được với cái cuốn sách Dạy Con Làm Giàu của Robert Kiyosaki thì đã thay đổi hoàn toàn tư duy, tầm nhìn và cách kiếm tiền của Hoàng Bích, quý cô chú anh chị ạ. Và Hoàng Bích mới vỡ òa ra rằng hóa ra mình đang nằm trong nhóm làm công, một cái nhóm nhỏ nhất nhưng chiếm tỷ lệ số người lao động lớn nhất, đúng không ạ, trong Kim Tứ Đồ. Và nằm trong cái nhóm làm công này thì lịch sử chưa có ai trở thành triệu phú và tỷ phú. Có nghĩa là chưa có ai đạt được cái sự giàu có và tự do tài chính từ cái nhóm làm công cả. Và khi nhận định điều đó, khi định vị được mình rồi thì Hoàng Bích đã và muốn tiếp cận với cái sự tự do tài chính, muốn chạm đến được đến ngưỡng tự do tài chính, chúng ta phải tiếp cận với cái nhóm đầu tư, đó là nhóm thứ tư, góc phần tư của Kim Tứ Đồ. Và Hoàng Bích ngày hôm nay đã dịch chuyển. Em chào chị Hạnh Nguyễn nhá, Hạnh Nhung nhá, chào Vinh Điệp nhá, chào Nguyễn Trinh nhá, chào Quyên Nguyễn nhá. Và Hoàng Bích đã dịch chuyển quý cô chú anh chị ạ. họ dịch chuyển từ nhóm làm công sang ô thứ tư, góc phần tư của Kim Tứ Đồ, đó là nhóm đầu tư, quý vị chị ạ. Và khi mà tiếp cận với cái nhóm đầu tư thì quý vị chị lại thêm một lần nữa lựa chọn, bởi vì hiện tại bây giờ chúng ta biết làm rất nhiều cái lĩnh vực để chúng ta đầu tư. Vậy thì chúng ta làm sao để chúng ta lựa chọn hình thức đầu tư nào, lựa chọn cái doanh nghiệp đầu tư nào cho đúng, đúng không ạ? Thì Hoàng Bích lại may mắn gặp được một cái cơ hội, một cái tập đoàn công nghệ giao thông toàn cầu đang trên cái hành trình gọi vốn, đó là tập đoàn công nghệ UST. Và ngày hôm nay thì Hoàng Bích đang là đồng sở hữu công nghệ UST, đồng sở hữu trí tuệ của nhà khoa học, đồng sở hữu 200 bằng phát minh của nhà khoa học, quý cô chú anh chị ạ, và là cổ đông gốc của tập đoàn công nghệ giao thông toàn cầu. Và Hoàng Bích, đấy cũng chính là lý do vì sao Hoàng Bích có mặt tại buổi livestream này, để lan tỏa tất cả những điều tốt đẹp nhất, những cái tư duy, những kiến thức, tầm nhìn, cũng giống như là giá trị nhân văn mà cái cơ hội này mang đến cho nhân loại chúng ta, đúng không ạ? Và đấy chính là lý do mà Hoàng Bích có mặt tại đây, để lan tỏa và chia sẻ đến tất cả quý cô chú anh chị ạ. Chào em Triệu Điệp nha. Triệu Điệp hôm nay có lên livestream không? Và chủ đề ngày hôm nay của Hoàng Bích đó là không có tiền vẫn tạo ra tiền. Quý cô chú anh chị có mong là Hoàng Bích sẽ chia sẻ cái chủ đề này không ạ? Mọi người chúng ta có mong muốn là Hoàng Bích sẽ chia sẻ cái chủ đề này đến tất cả quý cô chú anh chị không ạ? Không có tiền vẫn tạo ra tiền. Nếu như chúng ta nói cái câu này ở ngoài đời, đúng không ạ? Chắc chắn chúng ta sẽ bị xỉ vả với cái góc nhìn của những người mà người ta gọi là gì? Họ không đủ tư duy và tầm nhìn, đúng không ạ? Thì họ sẽ nói là úi giời ơi, mày cứ nói chuyện như là thật, đúng không ạ? Bây giờ mà bước chân ra khỏi cửa không có tiền có mà dám đi đâu, đúng không ạ? Thế nhưng mà Hoàng Bích vẫn khẳng định với quý cô chú anh chị một điều đó, chủ đề ngày hôm nay của Hoàng Bích đấy chính là không có tiền vẫn tạo ra tiền. Còn nếu như quý cô chú anh chị nào mà không tin thì hãy ở cuối livestream xem những điều Hoàng Bích nói có đúng hay không nhá. Em bị đau họng mất tiếng, đang uống thuốc. Ồ vậy hả? Lại đau rồi hả? Chào em Khuyên Nguyễn nhá. Và đây là 6 bài học từ người cha giàu đã dạy Robert Kiyosaki để ông từ tay trắng trở thành tỷ phú tỷ đô, quý cô chú anh chị ạ. Đấy, vậy thì quý cô chú anh chị đã tin chưa? Đây là 6 bài học từ người cha giàu dạy cho Robert Kiyosaki, từ một người tay trắng trở thành tỷ phú tỷ đô. Vậy thì chúng ta cũng có thể làm được như vậy nếu chúng ta biết được cái nguyên lý này và 6 bài học này, quý chú anh chị nha. Chúng ta vẫn có thể làm được như thế nếu chúng ta biết được nguyên lý, biết được công thức, đúng rồi, là chúng ta áp dụng vận hành vào. Dạ em có chị ơi, em thích chị chia sẻ, chủ đề hay lắm chị ơi. Cái đầu miết, cố gắng lên em ạ, cố gắng lên. Em Khuyên Nguyễn là chị cảm thấy cái cách mà em chia sẻ rất là nhẹ nhàng và nó đi vào lòng người á, em Khuyên ạ. Cho nên chị rất là muốn nghe em chia sẻ luôn. Chị cảm ơn em rất là nhiều vì đã có cái sự tương tác và tham gia trong cái buổi livestream của chị nha. Cảm ơn em rất là nhiều, một người em rất là tuyệt vời ạ. Chào ngày mai tươi sáng nhá. Đừng ngày mai tươi sáng nữa mà hãy hôm nay tươi sáng đi được không em? Chào bà ngoại Nguyễn nha. Bà ngoại Nguyễn, thấy tên lạ quá nhở. Đấy, vậy thì chúng ta cũng có thể làm được, quý cô chú anh chị ạ, nếu như chúng ta biết được cái nguyên lý và biết được những cái công thức từ người cha giàu, đúng không ạ? Đấy, vậy thì để từ 2 bàn tay trắng bạn vẫn có thể tạo ra được một cái doanh nghiệp tỷ đô, đúng không ạ? Nếu các bạn đủ khao khát, mong muốn sự giàu có, sự thịnh vượng và sự thành công, quý cô chú anh chị ạ. Chúng ta cái đầu tiên để chúng ta gì nhỉ? Đạt được một cái tư duy để chúng ta thành công về tài chính, đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta phải có cái khao khát cái đã. Khao khát, mong muốn, đúng không? Khao khát đến cháy lòng, mong muốn mãnh liệt để đạt được cái sự giàu có, để đạt được cái sự thành công, quý cô chú anh chị ạ. Đấy, vậy thì 6 bài học của người cha giàu trong cái cuốn sách Dạy Con Làm Giàu của Robert Kiyosaki là như thế này, quý cô chú anh chị ạ. Robert Kiyosaki thì có 2 người cha, một người cha giàu và một người cha nghèo, đúng không ạ? Và Robert Kiyosaki thì chúng ta đã biết rồi, đúng không ạ? Ông là một người đã từng có viết sách với Donald Trump, đúng không ạ? Tổng thống Donald Trump, một người rất là nổi tiếng trong lĩnh vực chính trị, đúng không ạ? Và Robert Kiyosaki cũng có tầm ảnh hưởng trong đầu tư và kinh doanh. Quý vị ạ, một người thì ảnh hưởng về mặt chính trị, còn Robert Kiyosaki thì lại là một người có tầm ảnh hưởng về mặt đầu tư và kinh doanh trên toàn thế giới, chứ không riêng gì ở Mỹ đâu quý vị chị nhá. Đúng rồi, các chị được nghe, chị biết like, chị em ta lập tức tươi sáng luôn. Cảm ơn em Khuyên Nguyễn nhá, tuyệt vời quá. Chào em Hoàng Cúc nha, chào em Hoàng Cúc. Hoàng Cúc cũng là một cổ đông rất mới ở Tuyên Quang, một cô gái Tuyên Quang của cô chú anh chị ạ, rất là tuyệt vời của Hoàng Biết đấy. Và người cha giàu hay còn gọi là bạn của Robert Kiyosaki tên là Mai. Vì cuộc đời về cuối đời á, người cha giàu của Robert Kiyosaki á, về cuối đời thì ông đã trở thành một trong những người rất giàu có của chú anh chị ạ, ở Hawaii, một trong những người rất giàu có ở Hawaii. Và tuy nhiên cái trình độ của người cha giàu này á, chỉ học hết các lớp gì lớp 8 thôi, đúng không ạ? Và ông tham gia vật lộn đầu tư từ khi còn rất bé. Do đó khi trở nên giàu có thì ông đã gì nhỉ? Ông đã dạy cho Robert Kiyosaki và con của ông làm thế nào để trở nên giàu có. Và tư duy của người giàu và tư duy khác với tư duy của người nghèo như thế nào, ông đã truyền dạy lại cho con mình cũng như là bạn của con mình, đó chính là Robert Kiyosaki, những cái tư duy ấy. Còn người cha nghèo của Robert Kiyosaki hay còn gọi là cha ruột của Robert Kiyosaki ấy, quý cô chú anh chị ạ, thì ông là một người có học thức rất cao, có bằng tiến sĩ trong ngành giáo dục. Ông đã từng là người chạm đến ngưỡng cao nhất của ngành giáo dục, quý cô chú anh chị ạ. Tuy nhiên khi về già ở tuổi 52 thì ông lại bị thất nghiệp, và ông tham gia học hỏi về mặt kinh doanh, và càng kinh doanh thì ông lại càng trở nên nghèo hơn, vì ông lúc bấy giờ là không có một chút nào gọi là kiến thức, kinh nghiệm trong kinh doanh và đầu tư, quý cô chú anh chị ạ. Và làm cho ông ấy bị áp lực về tài chính khi về già, cho đến khi cuối đời, cho đến khi chết, ông đã để lại một cái đống nợ nần, đúng không ạ? Để lại một đống nợ nần. Vậy thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Cũng là hai người cha cùng xuất phát điểm như nhau, quý chú anh chị nhé, đúng không ạ? Thế nhưng mà kết quả của hai người cha thì hoàn toàn khác nhau, đúng không ạ? Một người cha giàu á, thì đã học về đầu tư từ khi còn rất nhỏ, đúng không ạ? Và ông đã vật lộn với đầu tư để ông có những kinh nghiệm, những cái trải nghiệm, đúng không ạ? Và ông thành công rực rỡ ở cuối đời. Còn một người cha nghèo thì gì nhỉ? Thì cả cuộc đời ông đi làm công, làm thuê, là một cỗ máy làm thuê hết sức tuyệt vời cho ngành giáo dục, đúng không ạ? Và cuối đời thì ông lại bị thất nghiệp. Đến năm 54 tuổi thì ông mới tập tành kinh doanh với cái tư duy rỗng, kiến thức rỗng, đúng không ạ? Và kinh nghiệm rỗng thì ông thất bại ở cái tuổi về già, và cuối cùng ông chết trong ngập lụt về nợ nần, quý cô chú anh chị ạ. Vậy thì qua cái hai người cha này chúng ta có thể rút ra được bài học gì không, quý cô chú anh chị? Nếu như chúng ta muốn tự do tài chính, đúng không ạ? Muốn không trở thành gánh nặng của con cái mình khi về già, chúng ta buộc phải học 6 bài học hôm nay. Chúng ta buộc phải học 6 bài học hôm nay. Chúng ta phải tạo nên cái tài sản, chúng ta phải tạo nên gia tăng tài sản, tạo ra những tài sản giúp chúng ta khi về già được tự do tài chính, và để khi về già chúng ta sống một cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình, bên con cái, mà không phải lo lắng về tiền. Quý cô chú anh chị có muốn mình như vậy không ạ? Quý cô chú anh chị có muốn là chúng ta phải tạo ra rất nhiều tài sản để khi về già chúng ta không còn phải lo lắng về tiền bạc, không còn phải lo lắng về kinh tế, để chúng ta có một cuộc sống yên ổn bên gia đình, bên con cháu không ạ? Chào em Hùng Phiến nhá, chào Tuấn Anh nhá, chào Nguyễn Thanh nhá. Đấy. Vậy 6 bài học đó là gì? Mà trong cái cuốn Dạy Con Làm Giàu của Robert Kiyosaki trở thành cuốn sách bán chạy nhất thế giới, bestseller, đúng không ạ? Vậy thì cái mà Hoàng biết có. Vậy thì lần lượt Hoàng biết cùng với tất cả quý cô chú anh chị sẽ đi vào bài học đầu tiên, đó là bài học người giàu không làm việc vì tiền. Quý cô chú anh chị, bài học thứ nhất mà người cha giàu đã dạy Robert Kiyosaki đó là người giàu không làm việc vì tiền. Vậy thì chúng ta thấy là để trở nên giàu có thì cái gì cần có đầu tiên theo quý cô chú anh chị nào? Bây giờ chúng ta hãy tương tác với Hoàng Bích một chút nào. Để trở nên giàu có thì cái điều kiện gì cần phải có đầu tiên quý cô chú anh chị nhỉ? Chúng ta muốn trở nên giàu có thì cái điều kiện cần có đầu tiên đó là gì nhỉ? Mọi người có thể tương tác cùng Hoàng Bích một chút được không ạ? Để trở nên giàu có thì cái gì cần có đầu tiên nhỉ? Cái gì, cái điều kiện gì chúng ta cần phải có đầu tiên? Mọi người có thể comment cho Hoàng Bích nào để chúng ta xem là tư duy. Bạn Điệp nói tư duy rồi. Tiếp tục nào mọi người ơi, hãy comment cho Hoàng Bích tiếp nào. Để trở nên giàu có thì cái gì cần có đầu tiên quý cô chú anh chị? Cái gì cần có đầu tiên nhỉ? Bạn Điệp nói tư duy rồi. Tư duy có suy nghĩ của người giàu. Ôi đúng quá luôn chị ơi, tư duy. Rồi, để tự rồi rất là. Rồi bạn Hoàng Trình nói là tiền. Đấy, nếu như là tư duy rồi. Vậy thì Hoàng Bích sẽ giải trình cái câu này nhé. Để trở nên giàu có, cái đầu tiên chúng ta cần phải có đó là chúng ta phải có gì? Một niềm đam mê, một khao khát cháy bỏng với cái công việc kiếm tiền quý cô chú anh chị ạ. Chúng ta nhớ nha, Hoàng Viết là để trở nên giàu có, cái điều kiện đầu tiên đó là chúng ta phải có một niềm đam mê, một khao khát đến cháy bỏng với công việc kiếm tiền. Điều quan trọng nhất, nếu chúng ta có đam mê, có khao khát trong việc kiếm tiền, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ trở nên giàu có vì các công việc mà chúng ta yêu thích nó thì nó sẽ đến với tất cả chúng ta. Đó người ta gọi là luật hấp dẫn, đúng không? Đúng không quý cô chú anh chị? Có nghĩa là khi chúng ta muốn đạt được cái điều gì đó thì chúng ta phải có đam mê về nó, phải yêu nó, phải khao khát cháy bỏng để có được nó. Thì gì nhỉ? Thì chúng ta sẽ có được nó, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta nhớ cho Hoàng Bích đầu tiên nhá. Em nói chả đúng gì cả, không sao đâu em. Bởi vì ôi em thích nhất câu nói của chị luôn. Cảm ơn em Quyên nhá, rất là tuyệt vời luôn. Tương tác với chị quá tuyệt vời. Vậy thì chúng ta nhớ cho Hoàng Bích là điều kiện để trở thành giàu có đầu tiên, các bạn nhớ cho Hoàng Bích nhá, là chúng ta phải có một cái đam mê, một cái khao khát cháy bỏng. Giống như em Quyên Nguyễn đúng không ạ? Đúng không ạ? Là cũng phải có một cái sự đam mê khao khát đến cháy lòng, muốn thay đổi cuộc đời thật sự, đúng không ạ? Và thay đổi đây không phải là chúng ta muốn thay đổi bằng lời nói, mà thay đổi từ bên trong, từ gốc rễ chúng ta, quý cô chú anh chị ạ. Không phải là cái bộ não chúng ta đây thay đổi, mà tất cả các tế bào chúng ta dường như là chúng ta cũng phải gì? Có những cảm xúc với những gì mà chúng ta đang mong muốn, đúng không ạ? Thì đấy chính là cái điều kiện đầu tiên quý cô chú anh chị ạ. Chúng ta phải có một cái đam mê, một cái khao khát cháy bỏng trong sự nghiệp làm giàu của mình, quý cô chú anh chị nhá. Khao khát càng lớn, đam mê càng mãnh liệt thì sự giàu có càng lớn mạnh, quý cô chú anh chị ạ. Đam mê càng lớn này, khao khát càng mãnh liệt thì sự giàu có sẽ càng lớn mạnh. Em chào anh Lò Tôn Tự. Chào anh Lò Tôn Tự nhá. Chào Văn Thiên Phùng nhá. Chào anh Huy Thiệp đẹp trai nhá. Đấy, anh Huy Thiệp đẹp trai, em đi công việc chút, chị và cả nhà cùng nhau học thật nhiều kiến thức nha. Ok, em không sao hết. Chào anh Huy Thiệp và chào chào tất cả mọi người nhá. Em Điệp có công việc còn cứ thể đi nhá. Sao? Chào bạn Minh Tâm nhá, bạn Minh Tâm xinh đẹp của mình nhá. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ phải gì nhỉ? Sau khi có khao khát mạnh liệt, có đam mê mạnh liệt rồi, chúng ta sẽ làm gì nữa quý cô chú anh chị ạ? Có thể comment trong clip tiếp theo nào. Khi chúng ta đã có đủ khao khát, có đủ đam mê rồi thì chúng ta phải làm gì nữa nhỉ? Chúng ta phải làm gì tiếp theo quý cô chú anh chị nhỉ? Nếu chúng ta khao khát rồi, chúng ta có đam mê mạnh liệt mà chúng ta cứ để đó thôi thì nó có thành hiện thực được không quý cô chú anh chị? Chúng ta phải làm sao nữa quý cô chú anh chị? Hi nổ mũi hoài. Chào Hoàng Nga nhá. Đấy, hành động. Đấy, bạn Minh Tâm Hoàng Viết đã nói là hành động. Quý cô chú tiếp tục comment cho Hoàng Viết nào. Khi chúng ta đủ khao khát rồi, đúng không? Khao khát càng lớn, đam mê càng lớn thì sự giàu có càng lớn mạnh. Và khi chúng ta đã có khao khát thì chúng ta cần phải có gì? Hành động thôi nào. Rồi, hai người nói hành động, đúng không? Sau khi có khao khát rồi, em Khuyên Nguyễn cũng nói hành động. Cảm ơn em nhiều nha. Cảm ơn Minh Tâm, cảm ơn Triệu Điệp, cảm ơn Khuyên Nguyễn nha. Chúng ta phải học, quý cô chú anh chị ạ. Học, đúng không? Làm bất cứ công việc gì chúng ta phải học. Chúng ta phải học gì ạ? Học cách bắt tiền làm việc cho mình, quý cô chú anh chị ạ. Học cách bắt tiền làm việc cho mình. Đấy chính là bí kíp của người giàu, đúng không ạ? Người ta học, nhưng mà không phải là học một cách là gì? Đơn thuần, mà học làm sao để bắt tiền làm việc cho mình, quý chú anh chị ạ. Vậy việc học này nó có khó không, quý chú anh chị? Theo cả nhà thì cái việc học mà để bắt tiền làm việc cho chúng ta nó có khó không ạ? Có khó không nhỉ? Cái việc học này nó không khó, đúng không ạ? Và gì nhỉ? Nếu như chúng ta cố gắng, chúng ta đủ khao khát, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ gì? Sẽ học được, với quý chú anh chị ạ. Vậy thì việc học này, việc học bắt tiền làm việc cho mình nó không phải là quá khó, quý chú anh chị ạ. Vậy thì việc học này chúng ta có phải là học một ngày, hai ngày không? Mà chúng ta là cái việc học làm giàu, việc học để bắt tiền làm việc cho chúng ta không phải học một, hai ngày mà chúng ta phải học cả đời, quý chú anh chị ạ. Chúng ta không phải là học một, hai ngày mà chúng ta học cả đời, học dài hạn. Đấy. Đi tìm việc cho tiền học chưa chắc đã thành công, nhưng muốn thành công phải học. Chính xác. Em cảm ơn. Em chào chị Phong nhá, chào bạn Lê Ngọc Định nhá. Đấy, một người bạn cùng tư duy, cùng trường năng lượng giàu có của Hoàng Viết đã xuất hiện ở đây. Đấy, vậy thì học nó không phải quá khó để chúng ta, cách chúng ta bắt tiền làm việc, nhưng mà chúng ta phải học. Và việc học này các quý cô chú anh chị phải hình dung là học cả đời, chúng ta học trong dài hạn, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta học ở đâu ạ? Chúng ta học mọi lúc mọi nơi, giống như là cái câu chuyện tất cả những anh em trong cái tập đoàn công nghệ UST chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau. Ví dụ Hoàng Biết chẳng hạn, Hoàng Biết có thể học em Khuyên Nguyễn, Hoàng Biết có thể học bạn Lê Ngọc Định, Hoàng Biết có thể học bạn Triệu Điệp, Hoàng Biết có thể học chị Dương Phong, Hoàng Biết có thể học bạn Minh Tâm. Tất cả mọi người đều có những cái mà chúng ta học, đúng không ạ? Bởi vì mỗi người có những cái thế mạnh khác nhau, đúng không ạ? Tiềm năng khác nhau, đúng không ạ? Trí tuệ tiềm tàng khác nhau. Đến cho nên là chúng ta cần phải học tập lẫn nhau. Và học ở đâu? Học mọi lúc mọi nơi, đặc biệt là những nơi có kiến thức về tài chính, quý cô chú anh chị ạ. Chúng ta phải học tập mọi lúc mọi nơi, và chúng ta phải nhấn mạnh là những nơi nào, bởi vì chúng ta đang muốn thành công về tài chính thì chúng ta phải đi tìm những nơi nào có những kiến thức về tư duy, kinh doanh, tài chính thì chúng ta học. Và đó là những khóa học, những cuốn sách về kinh doanh, đầu tư. Để chúng ta biết cách gì quản lý tiền, biết cách quản lý tài chính cá nhân, để chúng ta gì nhỉ? Chúng ta có được cách vận hành tiền và bắt tiền làm việc tốt nhất, quý cô chú anh chị ạ. Chị là fan của màu tím. Chị giống em rồi đấy. Em cũng là fan của màu tím luôn đó chị Dương Phong ạ. Đấy. Đấy. Vậy thì hãy học cách bắt tiền làm việc, quý cô chú anh chị ạ. Chúng ta nhớ cho Hoàng Bích nhá. Chúng ta hãy học cách bắt tiền làm việc. Vì sao? Bởi vì đầu tư là chúng ta biết điều khiển tiền của mình này, tiền của người khác này, tiền của xã hội, làm việc hiệu quả thì chúng ta sẽ có rất nhiều tiền, quý cô chú anh chị ạ. Chúng ta học cách bắt tiền làm việc bằng cách đầu tư. Và đầu tư là chúng ta phải ta biết điều khiển đồng tiền của mình, đồng tiền của người khác, đồng tiền của xã hội, làm việc hiệu quả thì chúng ta sẽ có rất nhiều tiền, quý cô chú anh chị ạ. Em chào tất cả những anh em, chị em mình. Chính xác luôn em Quyên Nguyễn ạ, rất là tuyệt vời luôn ạ. Chúng ta phải học thôi, đúng không ạ? Học ở mọi nơi và bất cứ nơi nào, đặc biệt là những nơi mà nói về tài chính chúng ta cần phải học. Và đặc biệt là chúng ta hãy học cách bắt tiền làm việc cho chúng ta bằng cách là chúng ta đầu tư, quý chú anh chị nhá. Đầu tư là chúng ta biết điều khiển cái đồng tiền của mình, đồng tiền của người khác, đồng tiền của cả xã hội làm việc cho chúng ta thì chúng ta sẽ có rất nhiều tiền. Đấy. Vậy thì thế giới này á, rất nhiều người họ loay hoay với cái công việc, một công việc làm thôi, đúng không ạ? Giống như Hoàng Biết trước đây á, nếu như Hoàng Biết mà không biết đến đầu tư. Thì Hoàng biết cũng loay hoay với cái công việc làm công của mình, quý cô chú anh chị ạ. Mười mấy năm trời cứ loay hoay một vòng rắp rơi như vậy mà không nhận ra được, đúng không ạ? Mà không nhận ra được, quý cô chú anh chị ạ. Rồi rất nhiều người bám vào một cái công việc ổn định với mức lương thu nhập không phải là ổn định nữa mà là người ta gọi là cố định, quý cô chú anh chị ạ. Hello em Điệp xinh gái. Anh Tiệp đấy. Vậy thì người cha giàu thì lại khuyên này, khuyên chúng ta là hãy học cách thoát ra cái vòng ráp rây ấy, thoát ra cái cơ hội ấy, thoát ra cái công việc ổn định ấy, quý cô chú anh chị ạ. Hãy làm việc và học hỏi để chúng ta nhìn thấy những cơ hội để chúng ta đầu tư. Chúng ta đừng làm việc vì tiền mà chúng ta hãy làm việc để chúng ta nhận ra những cơ hội để chúng ta đầu tư, giúp cho chúng ta gia tăng thêm thu nhập, gia tăng thêm tài sản của mình từ những thương vụ đầu tư đó. Đó chính là cách bắt tiền làm việc cho mình thông qua việc phát hiện ra cơ hội để đầu tư, quý cô chú anh chị ạ. Chúng ta biết được cái cách mà chúng ta không phải làm việc. Người giàu họ không làm việc vì tiền chứ ạ. Có nghĩa là người giàu họ làm việc là để học hỏi, quý cô chú anh chị ạ. Họ làm việc để học hỏi và để nhìn thấy những cái cơ hội để giúp chúng ta đầu tư, gia tăng thu nhập, gia tăng tài sản của mình từ những thương vụ đầu tư. Đó chính là cách bắt tiền làm việc cho mình thông qua việc phát hiện những cơ hội đầu tư. Cô giáo Hoàng biết tư duy rất tuyệt vời, khao khát thay đổi mạnh liệt, thành công ắt sẽ đến thôi. Anh Huy Thiệp cũng vậy mà, đúng không ạ? Anh chúng ta đều là những người rất là khao khát, rất là tư duy, đúng không ạ? Anh cũng là một người anh rất là tuyệt vời. Em cần phải học tập anh rất là nhiều nữa, rất nhiều nữa anh ạ. Cho nên là em phải lên livestream để mà nhờ anh tương tác thật nhiều nha, và góp ý cho em nữa nha. Chào bạn Phạm Dung nha. Chào bạn Phạm Dung nha. Phạm Dung cũng là một người bạn cấp 2 của Hoàng Viết và hiện tại bây giờ cũng là đồng sở hữu công nghệ của tập đoàn UST chúng ta rồi, quý cô chú anh chị ạ. Đấy. Vậy thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Khi chúng ta làm việc vì đam mê, vì khao khát để nhìn ra cơ hội, để đầu tư, đúng không ạ? Cùng công việc của mình, chứ không phải nhất thiết là chúng ta mong chờ một đồng lương của chúng ta, quý cô chú anh chị ạ. Đấy. Chào chị Thảo Nguyễn nha, chào Lan Luyến nha, chào chị Thảo Nguyễn. Chị Thảo Nguyễn cũng là một cổ đông rất là tuyệt vời của tập đoàn chúng ta, quý cô chú anh chị ạ. Đấy, làm công hưởng lương chỉ trông vào một nguồn thu nhập thì nghèo bền vững, muốn giàu phải đầu tư. Chính xác luôn, một tư duy rất là tuyệt vời. Chị Dương Phong cũng là một cô giáo này. Chị Dương Phong ơi, chị Thảo Nguyễn cũng là một cô giáo nhưng hiện tại giờ chị đã xé rào rồi đấy. Chào em Lan Luyến nha. Đấy, vậy thì chúng ta vậy thì chúng ta hiểu là khi chúng ta làm việc vì đam mê, vì khao khát để chúng ta nhìn ra cơ hội, và khi chúng ta nhìn ra cơ hội để chúng ta đầu tư cùng cái công việc của mình làm, chứ không nhất thiết là chúng ta trông chờ vào lương, quý cô chú anh chị ạ. Hãy làm việc để học hỏi, để nhận ra các cơ hội, đúng không ạ? Để chúng ta đầu tư, đừng làm việc vì tiền, quý cô chú anh chị ạ. Đấy chính là lời khuyên của người cha giàu dành cho Robert Kiyosaki, quý cô chú anh chị ạ. Và cái câu chuyện của Robert Kiyosaki và Mai đã phát hiện không phải làm việc vì tiền, đúng không ạ, mà làm việc để học hỏi là có thật, quý cô chú anh chị ạ. Trong cái cuốn sách Dạy Con Làm Giàu á, đúng không ạ, trong một lần là sắp xếp lại những cái giá đỡ cho người cha, trong cái thư viện của người cha, đúng không ạ, thì Robert Kiyosaki và Mai đã phát hiện ra những cái cuốn sách bỏ đi khi hết kỳ hạn, đúng không ạ, và thế là Robert Kiyosaki và Mai đã tận dụng cơ hội kiếm tiền bằng cách là biến những cái truyện tranh mà người cha đã bỏ đi ấy, đúng không ạ, thành những cái quyển sách cho thuê, giúp cho những cái đứa trẻ ở hàng xóm xung quanh á, đến đọc với những chi phí cực kỳ rẻ. Với những chi phí cực kỳ rẻ, điều đó đã làm cho Robert Kiyosaki và Mai có thêm tiền và nhờ phát hiện ra cái cơ hội này, quý cô chú anh chị ạ. Đấy cũng là cách mà người ta làm việc để tìm kiếm những cơ hội, đúng không ạ? Chứ không phải làm việc vì tiền. Vậy thì chúng ta phải tận dụng những cơ hội free, đúng không ạ, để tạo ra nguồn lợi nhuận. Cho nên người ta mới có một câu là người giàu á, người ta biến đất đất thành vàng là có thật của chính trị. Người giàu người ta có thể biết cách là biến đất thành vàng. Chứ không phải là giống như là những cái người mà trung lưu hay là người nghèo, đúng không? Chỉ biết là gì nhỉ? Đất là đất, đúng không? Và đất để thành vàng là chúng ta phải gì? Phải chăm bón, phải A, B, C, D, Z rất là nhiều, đúng không? Nhưng tư duy của người giàu, người ta nhìn với con mắt khác, đúng không? Người ta có thể biến những cái mà gì nhỉ? Không có giá trị thành những cái có giá trị. Quý cô chú ý ạ. Đấy, cho nên là chúng ta mới thấy được là cái tư duy tầm nhìn nó vô cùng quan trọng, đúng không ạ? Đấy. Đấy chính là cái mà cái cách mà người cha giàu đã dạy cho Robert Kiyosaki, đúng không ạ? Để Robert Kiyosaki không mắc vào cái bẫy của cuộc đời là nằm trong một cái vòng luẩn quẩn, có nghĩa là thức dậy, đi làm, rồi lãnh lương, trả hóa đơn, hết tiền, rồi chúng ta lại đi làm, đúng không? Đấy chính là Robert Kiyosaki gọi đó là một cái vòng gì? Vòng ráp rây, đúng không? Một vòng ráp rây. Nếu chúng ta cứ là gì nhỉ? Sáng thức dậy đi làm, trả hóa đơn, hết tiền, đến khi chúng ta không làm việc được nữa thì để lúc bấy giờ chúng ta lại có một cái khoản lương hưu, đúng không ạ? Đủ chúng ta tồn tại, chứ không phải là đủ để chúng ta sinh sống đâu quý cô chú anh chị ạ. Đủ chúng ta tồn tại thôi ạ. Ôi thật may mắn khi em biết thay đổi tư duy sớm chị ơi. Đúng rồi em ạ. Em rất là tuyệt vời luôn đấy. Cho nên là chị mới nói với mọi người là cái quan trọng không cần phải là chúng ta học cao, đúng không? Mà cái quan trọng là cái tư duy của chúng ta. Tư duy nó vô cùng quan trọng, đúng không ạ? Đấy. Bây giờ chúng ta thấy là gì nhỉ? Robert Kiyosaki không muốn người cha giàu không muốn Robert Kiyosaki đi vào cái vết xe đổ của người cha nghèo của mình, đúng không ạ? Cho nên là gì nhỉ? Cho nên ông đã vạch cho Robert Kiyosaki cũng như là con trai của mình những cái bẫy mà cuộc đời, nếu chúng ta không tỉnh táo, cuộc đời sẽ xô đẩy mình là có thật, quý cô chú anh chị ạ. Đấy, đúng không ạ? Giống như là Hoàng Biết thôi. Nếu như Hoàng Biết không nhận ra được, đúng không ạ? Hoàng Biết không biết được rằng là cái nhóm làm công là mình đang nằm trong một cái vòng chuột, một cái vòng ráp rây, đúng không ạ? Nó không đem đến cho mình cái sự tự do tài chính, đúng không ạ? Mà mình khi mình nằm trong cái vòng ráp rây để luôn luôn chật vật về tiền bạc mà mình không hề hay biết. Vậy thì khi mình nhận ra được rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta là gì nhỉ? Chúng ta phải tìm cách để thoát ra khỏi cái bẫy đó mà thôi, quý chú anh chị ạ. Vậy thì chúng ta nếu chúng ta muốn thoát ra khỏi cái bẫy đó thì chúng ta phải làm sao quý chú anh chị nhỉ? Phải làm sao ạ? Chúng ta phải có một cái mong muốn khao khát để thoát ra khỏi cái vòng ráp rây đấy, quý chú anh chị ạ. Ví dụ như là vì sao vậy? Bởi vì cái hậu quả của nhà trường họ chỉ đào tạo cho chúng ta, đúng không ạ? Đi làm, trở thành một người lao động tốt, một cỗ máy làm thuê tốt, đúng không ạ? Để duy trì sự sống. Và mọi người biết vì sao mà mình không thoát ra được cái vòng ráp rây đó không ạ? Hiện tại bây giờ chúng ta thấy là gì nhỉ? Cái nhóm làm công nó chiếm tỷ lệ rất lớn, đúng không ạ? Và rất nhiều người họ vẫn không nhận ra và thoát khỏi được cái vòng ráp rối đấy. Bởi vì nguyên nhân vì sao ạ? Bởi vì họ sợ hãi, đúng không ạ? Họ sợ hãi và họ tham lam, quý cô chú anh ạ. Họ sợ hãi điều gì? Họ sợ hãi những người xung quanh, đúng không ạ? Khi họ làm một cái gì khác biệt là họ luôn luôn lo sợ. Họ cứ để gì nhỉ? Cái cuộc đời của mình, tương lai của mình trên cái miệng của người khác, đúng không ạ? Họ để cảm xúc của mình trên cái miệng của người khác, đúng không ạ? Họ luôn luôn lo sợ những người xung quanh đàm tiếu, họ luôn luôn lo sợ những người xung quanh sẽ dị nghị về mình, đúng không ạ? Hay là những người thân của mình, đúng không ạ? Nếu như họ không còn làm công nữa, họ không có lương hàng tháng nữa thì gia đình của họ sẽ sống ra sao? Họ lo sợ đủ điều. Và gì? Họ không thoát ra được. Họ không dám bước ra khỏi cái vùng ráp rây đấy, quý vị chú ý ạ. Và họ tham lam, họ cũng không muốn thoát ra. Bởi vì sao? Bởi vì ví dụ như họ muốn mua, họ muốn làm công để có tiền để mua những cái gì mà họ thích, đúng không ạ? Vậy thì nếu như không đi làm nữa thì họ lấy đâu ra những cái thu nhập để họ đạt được những cái nhu cầu của họ, đúng không quý cô chú anh chị? Tuyệt vời quá, chúc mừng bạn Hoàng Nga vì là người thông và tư duy tuyệt vời. Cảm ơn cảm ơn em Quyên Nguyễn nhá, cảm ơn em Hoàng Nga nhá. Đấy, vậy thì chúng ta đây gì nhỉ? Nếu như chúng ta vượt qua được cái sự tham lam và sợ hãi thì chúng ta sẽ xé rào và bắt đầu một bầu trời mới, quý cô chú anh chị ạ. Giống như bạn là Minh Tâm của Hoàng Biết, đúng không ạ? Ngày hôm nay bạn đã gì nhỉ? Xé rào, đúng không ạ? Bạn đã vượt qua được cái nỗi sợ hãi, bạn đã vượt qua được cái sự tham lam và bạn đã xé rào. Và khi bạn xé rào thì Hoàng Biết thấy được kết quả của bạn ngay. Bạn đã gì nhỉ? Bạn đã có một chuyến chuyến gì? Du ngoạn, đúng không ạ? Một chuyến tham quan trực tiếp tại bảo tàng Belarus cách chúng ta tầm 8.000 cây số, quý cô chú anh chị ạ. Một cái sự xé rào vượt bậc để tiếp cận với một cái bầu trời, người ta gọi là bầu trời đầy sao, đầy kim cương, đúng không ạ? Đấy chính là bạn Bình Tâm của Hoàng Viết đã. Rất là tuyệt vời, Hoàng Viết vô cùng ngưỡng mộ bạn ấy, đúng không ạ? Bạn ấy xé rào, thật sự là đấy chính là tư duy và cái quyết định của người thành công, của cô chú anh chị ạ. Nói là làm, đúng không ạ? Và nói sao thì chúng ta sẽ làm cho bằng được, và bạn ấy đã có cái sự xé rào hết sức là tuyệt vời. Đấy. Em chào chị Ngô Lan nhá. Chị Ngô Lan quá tuyệt vời luôn ạ. Đấy. Vậy thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Đấy chính là cái bài học đầu tiên, quý chú nhỉ? Người giàu không làm việc vì tiền, quý cô chú anh chị nhá. Cái bài học thứ hai mà Robert Kiyosaki muốn dạy cho người cha giàu muốn dạy cho Robert Kiyosaki, đó chính là gì? Là tại sao chúng ta phải dạy con cái tài chính sớm? Tại sao chúng ta phải dạy con cái tài chính sớm? Ôi cảm động với chị Minh Tâm quá. Chị Minh Tâm là quá tuyệt vời, đúng không em nhỉ? Đấy, ngày hôm nay chị cứ bay nhảy, chị đã tự do thời gian rồi, cho nên là chị làm những điều, sống với những ước mơ, mục tiêu, đúng không ạ? Và làm những điều mình thích thôi, đúng không ạ? Chào chị Ngô Lan nhá. Chị Ngô Lan cũng rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Chị Ngô Lan cũng đã có một chuyến đi sang tận Dubai hồi tháng 3 năm ngoái, của quý cô chú anh chị ạ. Đấy, cũng là một giáo viên thôi, đúng không ạ? Thế nhưng mà chị đã gì nhỉ? Chị cũng đã cố gắng nỗ lực, đúng không ạ? Và vượt qua tất cả những cái sự sợ hãi, cái sự tham lam của mình, đúng không ạ? Để mà chúng ta đón nhận những cái bầu trời mới, đúng không quý cô chú anh chị? Những cái cơ hội mới, đúng không ạ? Chúng ta đi một ngày đàng, học một sàng khôn, thay đổi tư duy, mở rộng tư duy, mở rộng tầm nhìn, thì chúng ta sẽ thấy được mọi điều tốt đẹp sẽ đến, đúng không ạ? Em chào chị Ngô Lan nhá. Chào cô Tô Thủy nha. Cô Tô Thủy, bây giờ con mới nhớ ra, hôm qua con vào Facebook của cô, con mới nhận ra. Cái bài học thứ hai là tại sao chúng ta phải dạy con cái tài chính sớm. Bởi vì sao quý cô chú anh chị ạ? Muốn trở nên giàu có, đúng không ạ? Là một trong những cái quyết định của sự giàu có, đó chính là tài chính, quý cô chú anh chị ạ. Đúng không ạ? Vậy thì chúng ta muốn giàu có ở đây á, thì chúng ta phải nói đến giàu có rất là nhiều cái, đúng không ạ? Ví dụ chúng ta giàu về thời gian này, đúng không ạ? Giàu về tiền bạc này, giàu về các mối quan hệ, giàu về sức khỏe, đúng không ạ? Và có rất nhiều cái để chúng ta định nghĩa về sự giàu có, quý cô chú anh chị ạ. Trong đó có một cái sự giàu có, đó là giàu có về tiền bạc. Tiền bạc. Thay tư duy, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với ta. Dạ đúng rồi chị Ngô Lan ạ, đúng rồi ạ. Đúng rồi, khi mà chúng ta thay đổi tư duy thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến, đúng không ạ? Thay đổi tư duy, thay đổi cuộc đời mà, đúng không chị? Cảm ơn chị nhiều nhé. Nếu chúng ta không xé rào và nỗi sợ hãi thì mãi là người đi làm thuê. Đúng rồi, em Hoàng Nga, chính xác luôn ạ. Chị hiện tại giờ chị với chị Ngô Lan cũng đang đi làm thuê đấy ạ. Nhưng mà sẽ cố gắng để mà làm sao được để bứt phá thực sự. Đang rất nỗ lực, quý cô chú anh chị ạ. Đấy, vậy thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Trong tất cả những sự giàu có mà Hoàng Biết vừa nói, đúng rồi, chúng ta có thể giàu có về thời gian. Chào em Trần Thanh Thúy nhá, hôm nay thấy em vào livestream của chị cảm ơn em nhiều nhá. Chúng ta có thể giàu có về thời gian này, giàu có về tiền bạc, giàu có về mối quan hệ, giàu có về sức khỏe. Có rất nhiều cái định nghĩa về sự giàu có. Nhưng trong đó có một sự giàu có, đó là giàu có về tiền bạc, đúng không ạ? Là sự thật thế nó lại rất là phụ phàng, quý cô chú anh chị ạ. Việc giáo dục về tài chính á, chúng ta thừa biết rồi, đúng không? Nhà trường không dạy, gia đình không dạy, xã hội không dạy. Vậy thì tất cả con cái chúng ta, ngay cả Hoàng Biết cũng vậy thôi, đúng không ạ? Cũng không được học về cách quản lý tiền, quý cô chú anh chị ạ. Nhiều khi chúng ta cầm cái tấm bằng đại học ra trường, nhưng chúng ta không biết cách quản lý tiền, không biết cách vận hành tiền. Đấy cho nên tất cả những kỹ năng để kiếm tiền, để tiêu tiền thì chúng ta chỉ được học từ thực tế trong cuộc sống, hoặc là từ những sai lầm của việc dùng tiền chúng ta, đúng không ạ? Đấy, chính vì vậy chính vì vậy mà người cha giàu á đã muốn giáo dục Robert Kiyosaki là gì nhỉ? Muốn gia đình con cái, đúng không ạ? Mình có một cái tương lai tốt đẹp thì điều đầu tiên chúng ta phải gì? Phải cho con cái hiểu được về tài chính, càng sớm càng tốt, quý cô chú anh chị ạ. Cho nên là cái người Việt Nam chúng ta là gì nhỉ? Rất là ngại khi mà nói về tài chính trước mặt con cái, đúng không ạ? Nhưng mà đó là những cái tư duy hết sức sai lầm. Đối với Robert Kiyosaki cũng giống như là người cha giàu, đúng không ạ? Thì đã gì nhỉ? Đã nói là gì nhỉ? Chúng ta cần phải giáo dục tài chính cho con càng sớm càng tốt nếu như chúng ta muốn con cái mình có một tương lai tốt đẹp, quý cô chú anh chị ạ. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta cũng thừa biết, ngay cả bản thân Hoàng biết cũng vậy thôi, đúng không ạ? Chúng ta chỉ được học ở trường những kỹ năng sống, những kỹ năng về chuyên môn, chứ không được học những kỹ năng về quản lý tiền bạc. Và chính vì vậy chúng ta không thể trở nên giàu có được. Là vì vậy quý cô chú anh chị ạ, chúng ta không thể nào trở nên giàu có được khi chúng ta không biết cách quản lý, cách vận hành tiền, quý cô chú anh chị ạ. Cho nên người ta là muốn trở thành giàu có, muốn giàu có thì chúng ta phải biết được cách gì? Cách kiếm tiền, cách giữ tiền, cách nhân tiền và cách sử dụng tiền, đúng không ạ? Mà chúng ta lại không được học thì chúng ta không trở nên giàu có là điều hiển nhiên thôi, quý cô chú anh chị ạ. Đấy. Chào, em vẫn đang đi làm thuê nhưng biết xé rào chị ạ. Rồi, cảm ơn bạn Hoàng Nga nhé. Đấy, 30 năm trước chị đã đọc sách về văn học. Từ năm 2018 biết đến UST, chị cần phải đọc sách về tài chính, dạy con làm giàu 13 tập. Người giàu nhất thành Bơi Lon, đúng không? Quá tuyệt vời luôn chị Phong ạ. Đấy chính là những tư duy mà chúng ta cần phải có, đúng không ạ? Những tư duy cơ bản nhất để chúng ta có, để chúng ta giáo dục dạy dỗ cho con mình. Bởi vì sao? Con mình cũng giống như mình thôi, đúng không ạ? Cũng không được giáo dục tài chính ở trong trường, đúng không ạ? Đấy. Chào Mai Phương Lê nhé. Chào Mai Phương Lê nhá. Đấy, vậy thì chúng ta thấy nhỉ? Muốn giàu có, đúng không ạ? Thì chúng ta phải biết cách tiêu tiền trước, rồi chúng ta mới biết cách kiếm tiền. Tiêu tiền rồi chúng ta mới biết cách kiếm tiền. Kiếm tiền rồi chúng ta mới biết cách giữ tiền. Chúng ta mới biết cách nhân tiền, đúng không ạ? Hãy biết cách quản lý nó thì chúng ta mới trở nên giàu có được, quý cô chú anh chị ạ. Đấy. Vậy thì ở Việt Nam mình thì chúng ta đã biết rồi, rất nhiều gia đình luôn luôn né tránh nói về tiền bạc trước mặt con cái, đúng không ạ? Và đừng cho con cái tiếp xúc với tiền quá sớm, vì như vậy sẽ làm hư con. Nhưng đấy là những tư duy sai lầm, những tư duy sai, đúng không ạ? Chúng ta cần phải giáo dục con cái cách tiêu tiền, cách biết được giá trị đồng tiền và cách kiếm tiền, quý cô chú anh chị nhá. Chúng ta cần phải giáo dục con cái ngay từ khi còn rất nhỏ, còn rất bé, để con cái hiểu được cách cái giá trị đồng tiền, đúng không ạ? Hiểu được cách kiếm tiền để chúng biết cách vận hành tiền và quản lý tiền bạc sau này. Đấy. Cho nên Robert Kiyosaki có một câu là gì nhỉ? Không quan trọng bạn kiếm được bao nhiêu tiền, quan trọng bạn giữ được bao nhiêu tiền và để tiền sinh sôi nảy nở cho bạn. Đấy mới là cái quan trọng nhất, đúng không ạ? Đấy, vậy thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Và để biết nhân tiền á, thì quý cô chú anh chị hình dung là chúng ta phải phân biệt được giữa tài sản và tiêu sản, đúng không ạ? Tài sản là những thứ đem tiền về túi của bạn, còn tiêu sản là những thứ đem tiền ra túi của bạn, đúng không ạ? Đấy, rút tiền từ trong túi của bạn ra. Đấy, vậy thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Người nghèo á, thường là gì? Khi làm có tiền rồi, họ chỉ gì nhỉ? Đi mua tiêu sản, đúng không ạ? Người nghèo và người trung lưu thì tập trung vào tiêu sản, còn người giàu thì người ta lại gì? Gia tăng tài sản để tạo ra dòng thu nhập cho họ, tạo ra khối tài sản cho họ, tạo ra sự giàu có thịnh vượng cho họ, quý cô chú anh chị ạ. Vậy thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Rất tiếc là trong trường học lại không dạy điều đó, đúng không ạ? Trường học chỉ dạy cho con cái chúng ta là gì nhỉ? Trở thành một người lao động tốt, một cỗ máy làm thuê. Đúng rồi, chúng ta và khi chúng ta trở thành những cái công dân tốt như vậy thì chúng ta sẽ có một cái công việc ổn định và lương cao, đúng là những cái tư duy đó nó bị ăn vào sâu trong cái tư duy não bộ chúng ta qua rất nhiều thế hệ, quý cô chú anh chị ạ. Đấy, vậy thì trường học không dạy làm thế nào để trở thành một ông chủ tốt mà trở thành một lao động tốt thôi, quý cô chú anh chị nhá. Cho nên là chúng ta cần phải gì nhỉ? Cần phải sao? Thay đổi, đúng không ạ? Cách giáo dục con mình. Chúng ta cần phải làm sao để thay đổi cách giáo dục con mình. Đấy. Và cái thứ ba đó là bài học thứ ba, đó là chúng ta phải gì? Phải có những kỹ năng về gì nhỉ? Kỹ năng về gì? Về tài chính. Kỹ năng và sự hiểu biết về tài chính, những chiến lược về đầu tư. của cô chú anh chị ạ. Có nghĩa là chúng ta phải có những kỹ năng về tài chính, những chiến lược về đầu tư. Có nghĩa là sao? Là làm sao để chúng ta nhận ra những cơ hội mà người khác bỏ lỡ và chúng ta nhìn ra để chúng ta đầu tư vào, đúng không? Làm sao để chúng ta tăng tiền chúng ta lên, cô chú anh chị ạ. Làm sao để chúng ta gì nhỉ? Có tổ chức được những người thông minh, những người giỏi để làm việc cho mình. Đấy, quý cô chú anh chị ạ. Đấy cũng là những cái kỹ năng mà chúng ta cần phải có, đúng không ạ? Cái thứ ba là chúng ta phải gì nhỉ? Có những cái thị trường. Thị trường có nghĩa là cung cầu đấy, đúng không ạ? Cung cầu, cung phải lớn hơn cầu phải lớn hơn cung thì tất cả những cái nó sẽ có giá trị, đúng không ạ? Và chúng ta phải hiểu biết về pháp luật. Đấy, đó chính là bài học thứ ba mà người cha giàu đã dạy cho Robert Kiyosaki. Đó là chúng ta phải có những kỹ năng về tài chính, đúng không? Những chiến lược đầu tư và biết rõ về thị trường cũng như là về pháp luật. Nếu không tạo ra được luật chơi, dẫn dắt luật chơi thì chúng ta hãy là một người chơi đúng luật, đúng không ạ? Chúng ta phải là những người chơi đúng luật cái đã, đúng không ạ? Tất cả các khoản tiền chị ta đều sinh sôi, chúng ta đều sinh sôi nảy nở, quay ngược về túi của ta và nhân giống đồng tiền chị ạ. Chị nhỉ, đúng rồi, Hoàng Nga rất là tuyệt vời luôn. Chị ạ, Hoàng Nga này là ở thị trường nào nhà chị cũng chưa biết này. Kiếm tiền đã khó, giữ tiền và dùng tiền làm việc cho mình còn khó hơn, chính xác luôn. Chị Dương Phong ạ. Đấy, chào Nhã Phương nhá, chào Kim Anh nhá. Đấy, vậy thì chúng ta thấy chị nhỉ? Đấy chính là bài học thứ ba mà chúng ta cần phải nắm. Bài học thứ tư đó là người giàu là người tạo ra tiền, quý cô chú anh chị ạ. Người giàu là người tạo ra tiền. Vậy thì chúng ta thấy là mỗi ngày trong cuộc sống, đúng không, vũ trụ luôn đem đến cho chúng ta rất nhiều cơ hội, nhưng chúng ta lại không nhận ra. Chúng ta muốn nhận ra những cơ hội thì chúng ta phải làm gì nhỉ? Phải biết gì? Phải có tư duy và tầm nhìn, đúng không ạ? Và cái người giàu bài học thứ tư mà người cha giàu muốn gửi đến tất cả quý chú anh chị đó là gì nhỉ? Là người giàu là người tạo ra tiền. Tạo ra tiền là gì? Người giàu là người tạo ra tiền chứ không phải là chỉ biết kiếm tiền, quý chú anh chị ạ. Người ta biết gì nhỉ? Dùng tiền để tạo ra tiền, hoặc là mượn tiền người khác làm việc cho mình để kiếm tiền cho họ, quý chú anh chị ạ. Đấy chính là cái đỉnh cao của người giàu á. Người giàu là người gì nhỉ? Không chỉ biết kiếm tiền đâu mà họ dùng tiền để tạo ra tiền, hoặc là họ có thể là mượn tiền người khác để làm việc cho mình, đúng không ạ? Để kiếm tiền cho mình, quý cô chú anh chị ạ. Giống như bác Phạm Nhật Vượng, đúng không ạ? Hiện tại giờ là bác lại gì nhỉ? Biết mượn tiền, mượn lực, mượn tiền người khác, đúng không ạ? Không phải mượn tiền ở Việt Nam mình mà cả trên toàn thế giới, đúng không ạ? Để làm việc cho bác và tạo ra tiền cho bác. Đấy chính là cái đỉnh cao của những người giàu, quý cô chú anh chị ạ. Vậy thì những người giàu và đẳng cấp thực sự là họ tạo ra tiền, quý cô chú anh chị nhá. Đấy, chúng ta là những người nghèo á, là thường thường những người nghèo họ là chỉ biết là đi kiếm tiền thôi, đúng không? Nhưng cái người giàu và đỉnh cao của người giàu là họ phải là người tạo ra tiền, đúng không ạ? Nhân tiền, quý cô chú anh chị ạ. Tạo ra tiền và nhân tiền. Đấy, vậy thì chúng ta thấy là đấy chính là cái bài học thứ tư. Cái bài học thứ năm đó là đối với người giàu, đúng không? Thì chúng ta thấy là cái trí tuệ mới là cái quyền lực nhất, quý cô chú anh chị ạ. Cái trí tuệ nó là rất quyền lực. Bởi vì quan điểm của người giàu á, họ không quan điểm của người giàu là gì nhỉ? Tiền là không có thực, quý cô chú anh chị nhá. Đối với người giàu nó tiền không có thực. Người giàu tạo ra tiền là họ từ những cái ý tưởng đột phá, những ý tưởng mang tính cách mạng. Người giàu là họ tạo ra tiền từ những ý tưởng đột phá, những ý tưởng mang tính cách mạng. Vì người giàu không nhìn tiền bằng mắt thường, quý cô chú anh chị ạ. Người giàu họ không nhìn tiền bằng mắt thường như chúng ta đâu, đúng không? Cho nên người ta gọi là mới có cái từ là tầm nhìn và tầm mắt ấy, đúng không ạ? Đấy, người giàu họ không nhìn tiền bằng mắt thường mà bằng trí tưởng tượng, bằng bộ não thông minh của họ, nên họ nhìn thấy rất nhiều tiền. Và bộ não là tài sản quyền lực nhất của con người, đặc biệt là người giàu họ biết tận dụng cái bộ não rất là siêu việt, đúng không ạ? Vì vậy cho nên người giàu họ đầu tư vào bộ não là thương vụ đầu tư siêu lợi nhuận, quý cô chú anh chị ạ. Đấy, chào bạn Trần Hồ Nhi nhá. Trần Hồ Nhi là một người bạn của Hoàng Viết từ thời cấp 3. Hiện tại giờ bạn rất là thành công luôn. Hôm vừa rồi vừa học lớp xong. Đấy, vậy thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Cái người giàu là họ, cái trí tuệ đối với người giàu họ là cái quyền lực rất lớn, đúng không ạ? Và người giàu họ không nhìn tiền bằng mắt thường của chúng ta đâu, quý cô chú anh chị ạ, mà họ nhìn bằng trí tưởng tượng, bằng bộ não thông minh của họ, đúng không ạ? Cho nên họ nhìn thấy rất nhiều tiền, họ nhìn thấy rất nhiều tiền. Và đối với người giàu thì họ đầu tư vào bộ não, đó chính là cái thương vụ đầu tư siêu lợi nhuận. Đấy, vậy chúng ta thấy là gì nhỉ? Người giàu là người tạo ra tiền vì họ có được những ý tưởng sáng tạo và độc đáo, đúng không ạ? Họ tạo ra những cơ hội đầu tư kinh doanh cho người khác cùng tham gia kinh doanh đầu tư, và họ trở nên giàu có. Và họ tạo ra tiền từ những ý tưởng đột phá của mình. Đơn giản giống như là ngài Anatoly Yunitskiy, quý chính ạ, đúng không ạ? Ngài Anatoly Yunitskiy, nhà khoa học Anatoly Yunitskiy đã tạo ra cho chúng ta một gì nhỉ? Một cái cơ hội để chúng ta toàn cầu, đúng không? 210 quốc gia, đúng không ạ, đều có cơ hội góp vốn cùng ngài, quý cô chú anh chị ạ. Vậy thì ngài chính là người tạo ra cơ hội kinh doanh để mọi người cùng tham gia, và chúng ta là những người gì? Là những người tham gia cùng với ngài, tham gia cùng những ý tưởng đột phá của ngài, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì những ý tưởng đấy nó không còn là những ý tưởng nữa mà nó đã trở thành hiện thực hóa. Tất cả những ý tưởng của ngài đã được chứng nhận thông qua những cái con tàu để đủ điều kiện thương mại ra toàn cầu rồi, đúng không quý cô chú anh chị? Và ngày hôm nay thì chúng ta đã biết rồi, rất nhiều các phái đoàn, các chính phủ quốc gia đã đến tận trung tâm thử nghiệm chúng ta và mong muốn đưa cái công nghệ của chúng ta về đất nước của họ, quý cô chú anh chị ạ. Đấy chính là cái tư duy của người giàu. Ngài chủ tịch của chúng ta chính là người đã tạo ra một cái cơ hội đầu tư kinh doanh cho rất nhiều người. Hiện tại giờ có mặt hơn 210 quốc gia, quý cô chú anh chị, hơn 210 quốc gia đầu tư, và họ trở nên giàu có từ những ý tưởng đột phá của mình là điều hiển nhiên, đúng không, quý cô chú anh chị? Giống như ngài chủ tịch chúng ta hiện tại giờ sở hữu 200 bằng phát minh. Nếu như mà chúng ta thấy là gì nhỉ? Chúng ta mà thấy tất cả những cái phát minh của ngài mà hiện tại bây giờ hiện thực hóa và thương mại ra toàn cầu thì hàng ngày quá giàu và quá giàu, đúng không ạ? Cho nên đối với ngài chủ tịch hiện tại giờ, họ không phải làm việc vì tiền mà là vì sứ mệnh, quý cô chú anh chị ạ, vì sứ mệnh, đúng không ạ? Đấy, vậy chúng ta thấy là vậy thì vì sao những người giàu á, họ lại có những ý tưởng sáng tạo và đột phá như vậy? Bởi vì họ rất chăm chỉ đầu tư cho bộ não của họ, quý cô chú anh chị ạ. Họ rất chăm chỉ đầu tư cho bộ não của họ. Ok bạn yêu, Hoàng Nga là bạn hả? Rồi, ok bạn. Chào em Đình Hùng nha, chị vẫn chưa chụp cho em được cái hôm qua, tí nữa chị chụp cho nhé, chị sorry em nha. Rồi, chào em Tuyết Lê nha. Đấy, vậy thì chúng ta là vì sao người giàu họ lại có những ý tưởng độc đáo sáng tạo như vậy? Bởi vì họ rất chăm chỉ đầu tư cho bộ não của họ. Họ học hỏi tất cả mọi thứ, và họ có thể học tất cả những cuốn sách mà họ yêu thích. Chính vì vậy họ có rất nhiều kiến thức, quý cô chú anh chị, họ có rất nhiều kiến thức. Hello em Tuyết Lê nhá. Họ học hỏi một cách rất chăm chỉ, và họ dám học hỏi trên cách phạm lỗi, quý cô chú anh chị, họ dám học hỏi trên cách phạm lỗi rất nhiều, đúng không ạ? Giống như là ngài chủ tịch chúng ta cũng vậy, quý chú anh chị ạ. Để mà nghiên cứu cái công nghệ này thì ngài phải mất 40 năm, đúng không ạ? Và để thương mại cái công nghệ này ra toàn cầu thì ngài cũng gặp rất nhiều khó khăn và sóng gió, quý chú anh chị ạ. Thế nhưng mà ngài không nản chí, không lùi bước, đúng không ạ? Đấy, ngài học được cách phạm lỗi từ ngài học được những học hỏi trên các phạm lỗi của mình, đúng không? Phạm lỗi rất nhiều, và khi phạm lỗi thì họ sẽ họ sẽ rút ra được những cái bài học, ngài sửa sai và tiếp tục tiến lên. Chính vì vậy càng ngày những cái con người này họ lại càng vô cùng giỏi, quý cô chú anh chị ạ. Họ lại càng vô cùng giỏi. Vậy thì nó khác hoàn toàn với trường học chúng ta, đúng không ạ? Giống như Hoàng Viết đi dạy á, học sinh mà sai, học sinh mà phạm lỗi thì sẽ bị phạt, đúng không? Bị trách mắng, đúng không ạ? Và bị phạt. Nhưng mà trường đời thì không, quý cô chú anh chị, trường đời nó khác, đúng không ạ? Trong đời thực thì chúng ta cần phải phạm lỗi, đúng không ạ? Nếu chúng ta sợ phạm lỗi, không dám phạm lỗi thì chúng ta sẽ không bao giờ đi đến con đường thành công đâu quý vị chị ạ. Đấy, chúng ta cần phải hiểu được như vậy, đúng không ạ? Vậy thì những người mà chấp nhận phạm lỗi, chấp nhận thất bại, họ vượt qua thất bại, học hỏi được từ thất bại thì họ sẽ trở nên thông minh hơn, mạnh mẽ hơn, đúng không ạ? Họ sẽ có những cái sự trưởng thành dày dặn hơn trong cái kinh nghiệm sống cũng như là trong cái công việc kinh doanh của mình, đúng không ạ? Giống như là ngài Warren Buffett, đúng không ạ? Ông đã đầu tư từ năm 11 tuổi và ngày hôm nay thì ông đã trở thành những cái nhà đầu tư lão luyện, nhà đầu tư thực sự, đúng không ạ? Đấy, vậy thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Trải qua rất là nhiều những cái vấp váp, những cái thất bại, những cái khó khăn thì họ đã rút ra được những cái bài học cho mình, đúng không ạ? Vậy thì nếu như mà chúng ta cứ sợ thất bại, sợ vấp ngã, sợ gì? Sợ phạm lỗi thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ đạt đến cái đích của tự do tài chính đâu quý cô chú anh chị ạ. Đấy, cho nên chúng ta cần phải gì? Cần phải vượt qua, chấp nhận nó, đúng không? Vượt qua nó, vượt qua tất cả những cái thất bại ấy thì chúng ta sẽ trở nên thành công hơn. Đấy. Và cái bài học cuối cùng, bài học thứ 6 đó là hãy làm việc để học hỏi chứ đừng học để làm. Hãy làm việc để học hỏi chứ đừng học để làm. Có nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta vừa làm vừa học, nó khác biệt với vừa làm. Hỏi mình xin lỗi nhá. Chúng ta vừa học vừa làm, nó khác biệt với vừa làm vừa học. Quý cô chú anh chị ạ. Những người làm một công việc là vừa học và vừa làm. Ví dụ như Hoàng Bích trước đây, chúng ta làm một công việc thôi là chúng ta sẽ vừa học vừa làm, đúng không ạ? Còn những người làm một sự nghiệp ấy thì người ta vừa làm vừa học, quý cô chú anh chị ạ, vừa rút ra những kinh nghiệm, những trải nghiệm để người ta gì vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn, đúng không ạ? Người ta trưởng thành hơn, chín chắn hơn, quý cô chú anh chị ạ. Đấy, vậy thì chúng ta cần phải học những gì? Đối với những người thành công, họ học rất nhiều thứ, đúng không ạ? Những cái thứ cơ bản nhất đó là họ phải học kỹ năng bán hàng, họ phải học kỹ năng lãnh đạo, họ phải học xây dựng và làm việc đội nhóm, đúng không ạ? Vậy thì để giúp chúng ta có một sự nghiệp để đạt được cái tự do tài chính thì nếu như chúng ta làm một công việc thì chỉ để chúng ta tồn tại thôi. Quý cô chú anh chị, để cho ta tồn tại thôi. Và đúng như thế quý cô chú anh chị, 20 năm nay Hoàng Bích đi làm công thì đủ để Hoàng Bích tồn tại chứ không phải là sống đâu quý cô chú anh chị. Chúng ta không thể nào hưởng thụ được từ những cái đồng tiền làm công của chúng ta được quý cô chú anh chị, đúng không ạ? Đấy. Chào em Nguyễn Sao nhá, chào Nguyễn Sao, chào Trần Liễu nhá. Đấy, vậy thì chúng ta là gì nhỉ? Thế giới có rất nhiều người tài năng, quý cô chú anh chị có công nhận Hoàng Bích rồi. Thế nhưng vẫn rất nghèo. Thu nhập chỉ đủ sống thôi, quý cô chú anh chị. Vậy thì chúng ta phải hỏi một câu là đừng tự hỏi ta nghèo mà giỏi, đúng không ạ? Mà phải hỏi sao ta giỏi mà vẫn nghèo. Đấy chính là câu mà người cha giàu gửi đến tất cả chúng ta. Đừng bao giờ vỗ ngực xưng danh là ta gì nhỉ? Ta nghèo mà ta giỏi, đúng không ạ? Mà hãy hỏi tại sao ta giỏi mà vẫn nghèo. Đấy chính là cái câu nói mà người cha giàu muốn gửi đến cho chúng ta. Đấy là, vậy thì đó là những cái bài học. Đây Hoàng Bích vừa chia sẻ cho tất cả quý cô chú anh chị 6 bài học đắt giá mà người cha giàu đã gửi đến cho tất cả chúng ta quý cô chú anh chị ạ. Chị Dương Phong này, tầm nhìn của Chúa Giêsu hàng nghìn năm, tầm nhìn của vĩ nhân hàng trăm năm, tầm nhìn của doanh nhân, của nhà đầu tư chục năm, tầm nhìn của người làm công chính xác từ lương tháng này đến lương tháng khác, tầm nhìn của người nghiện từ mũi chích này đến mũi chích khác. Quá tuyệt vời chị ạ. Đúng rồi ạ. Nên là tầm nhìn càng ngắn thì tầm tiền cũng càng ngắn, đúng không chị nhở? Đấy, nếu chúng ta chỉ phụ thuộc vào làm công và chỉ nhìn thấy lương từ tháng này sang tháng khác thì tháng nào xào tháng nấy xong, đúng không ạ? Chúng ta không thực hiện được cái mục tiêu ước mơ của chúng ta đâu quý cô chú anh chị ạ. Đấy, vậy thì 6 bài học mà hôm nay Hoàng Bích gửi đến tất cả quý cô chú anh chị thì quý cô chú anh chị đã tin với cái chủ đề Hoàng Bích ngày hôm nay đó là không có tiền vẫn tạo ra tiền chưa ạ? Đấy, vậy thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Người giàu á, cái vốn quan trọng nhất khi chúng ta làm bất cứ công việc gì đó chính là cái kiến thức, là kỹ năng, đúng không? Và cái thứ ba mới là khoản tiền dư, quý cô chú anh chị ạ. Đây là 3K, đúng rồi, chúng ta phải thực hiện 3K đấy. 95% dân số thế giới làm công, 5% dân số thế giới cầm tiền tài chính của thế giới. Yeah, đúng rồi em Đình Hùng ạ. Tiền chỉ đến khi ta làm việc, sự giàu có chỉ đến khi chúng ta đầu tư. Chính xác luôn em, sao ạ? Chính xác luôn. Nếu như chúng ta đi làm thì chắc chắn chúng ta sẽ có tiền, đúng không ạ? Nhưng mà sự giàu có thì không có đâu ạ. Và muốn giàu có thì chúng ta buộc phải đầu tư, đúng hả? Phải đầu tư thôi quý cô chú anh chị ạ. Và đây chính là những cái bài học mà Hoàng Biết muốn gửi đến tất cả quý cô chú anh chị. Và ngày hôm nay thì Hoàng Biết cũng đang có một cơ hội, đó là cơ hội nắm giữ cổ phần của tập đoàn công nghệ giao thông toàn cầu UST trên tích Telegy. Vậy thì hiện tại giờ thì tập đoàn của Hoàng Biết cũng tập đoàn công nghệ giao thông toàn cầu đang gọi vốn ở cái giai đoạn 14.3 của cô chú anh chị ạ. 15 giai đoạn thì hiện tại giờ đang là giai đoạn 14.3 rồi. Nó không còn nhiều thời gian để chúng ta lăn tăn lấn cấn, đúng không ạ? Để chúng ta phải gì? Phải chần chừ nữa quý cô chú anh chị, bởi vì nó không còn nhiều thời gian quý cô chú anh chị ạ. Cho nên là chúng ta hãy gì? Thật sự nghiêm túc, thà chúng ta nghiêm túc tìm hiểu trong vòng một ngày, một tuần, đúng không ạ? Để rồi chúng ta không nắm giữ, không sao, đúng không ạ? Đừng để khi cơ hội trôi qua rồi chúng ta lại tiếc quá, giá như giá mà biết thế thì lúc bấy giờ nó lại muộn màng rồi, đúng không ạ? Cho nên Hoàng Biết cũng muốn gửi đến tất cả quý cô chú anh chị cái cơ hội của Hoàng Biết đang nắm giữ nó không phải là số tiền quá lớn quý cô chú anh chị ạ. Nó chỉ bằng một cái váy của chúng ta thôi, bằng một bữa nhậu nhẹ của chúng ta thôi, có 1.250.000, đúng không ạ? Thì chúng ta đã có cơ hội nắm giữ cổ phần ở đây rồi quý cô chú anh chị ạ. Cho nên chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội ở những giai đoạn vàng này quý cô chú anh chị nhá. Chúng ta sẽ có được cái cơ hội nắm giữ cổ phần của một tập đoàn lớn nếu như chúng ta nghiêm túc tìm hiểu thật kỹ, và với những cái số tiền rất nhỏ, rất tí hon, chúng ta có thể biết dùng gì nhỉ? Ngày hôm nay chúng ta là biết cách hút tiền của thế giới về, đúng không ạ? Thì đấy mới là cách làm việc thông minh quý cô chú anh chị ạ. Chứ đừng có dùng sức của chúng ta đấu với một con trâu con bò, thì đấy là cách làm việc xưa rồi quý cô chú anh chị ạ. Còn ngày hôm nay thì chúng ta phải dùng đúng bộ não, trả cái bộ não chúng ta về đúng vị trí của nó, đúng không ạ? Để chúng ta vận hành nó và chúng ta tạo ra tiền từ nó quý cô chú anh chị nhá. Cho nên lý do tại sao người giàu họ rất chăm chút, họ rất đầu tư cho bộ não của họ, bởi vì chính bộ não chính là cái gì? Cái tài sản lớn tạo ra những cái thương vụ đầu tư lớn cho họ mà, đúng không ạ? Đấy, cho nên là Hoàng Biết cũng rất cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã lắng nghe Hoàng Biết chia sẻ trong buổi livestream này với 6 bài học rất là đắt giá mà người cha giàu dạy cho Robert Kiyosaki, từ một người tay trắng trở thành một tỷ phú quý cô chú anh chị ạ. Thà mất ngủ một tuần để có cơ hội còn hơn nghi ngờ cả đời không có cơ hội. Chính xác chị ạ. Cho nên chúng ta đừng quá đa nghi, đúng không ạ? Giống như đa nghi như Tào Tháo, cái gì cũng nghi, là chỉ cần đúng một lần là đủ em nhỉ. Bây giờ mới thấy anh Hiệp xuất hiện nè. Đấy, anh cái cuối là anh xuất hiện rồi, đúng không ạ? Đúng rồi anh ạ. Chúng ta có thể là sai rất nhiều lần, nhưng chúng ta chỉ cần đúng một lần thôi là chúng ta đã đủ giàu rồi quý cô chú anh chị ạ, đúng không ạ? Và một cái thương vụ rất lớn, chúng ta đang là cổ đông nắm giữ cổ phần của một tập đoàn công nghệ giao thông toàn cầu mà quý cô chú anh chị, rất là tuyệt vời. Em cảm ơn anh Thiệp nhá, cảm ơn chị Dương Phong nhá. Chào bạn Chu Thị Yên nhá, cảm ơn em Nguyễn Sao nhá, cảm ơn em Đình Hùng nhá. Mọi người ơi, Hoàng Biết rất là cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã có mặt trong buổi livestream của Hoàng Biết. Cảm ơn em Trần Liễu nha. Đấy. Và nếu như mà những bạn nào mà vẫn còn lăn tăn, vẫn còn thắc mắc, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì Hoàng Biết cũng chia sẻ luôn là tập đoàn hiện tại giờ đang có cái gói là xe New Year, chúc mừng năm mới, tri ân đến tất cả quý cô chú anh chị. Thậm chí quyết định của anh chị cũng có thể giúp cả thế hệ nhà bạn sang trang đó. Chính xác anh thì bạn rất tuyệt vời luôn ạ. Chính xác. Ở đây chúng ta sẽ, nếu chúng ta nghiêm túc là chúng ta giàu cả gia tộc chứ không phải là giàu mỗi mình ta đâu, đúng không ạ? Đấy, cho nên là chúng ta cảm ơn chị, cảm ơn em Biết đã chia sẻ những thông tin tuyệt vời. Em cảm ơn chị nhiều nhá, đã đồng hành với em trong buổi livestream này ạ. Đấy, và thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Ngày hôm nay thì chúng ta đang có cái gói synergy, cho nên là chúng ta cần phải gì? Cần phải nắm giữ để chúng ta gia tăng tài sản trong cái thời điểm này. Quý cô chú anh chị đừng bỏ lỡ cơ hội nhé. Và không hành động thì chả có gì xảy ra. Chính xác anh ạ. Không hành động thì không có gì xảy ra, mà lý sức khỏe thì càng đi xuống, đúng không ạ? Mà hiện tại bây giờ thì gì nhỉ, làm kinh doanh cái gì cũng rất là khó khăn, đúng không ạ? Cho nên chúng ta phải gì? Đứng trên vai người khổng lồ, đúng không ạ? Để chúng ta đi ngàn dặm, chứ đừng dùng sức của mình nữa. Bởi vì nếu dùng sức của mình mà chúng ta trở nên giàu có thì chúng ta đã giàu có từ lâu rồi, đúng không ạ? 20 mấy năm đi làm chúng ta cũng chả có gì mà, đúng không? Quý cô chú anh chị, cho nên chúng ta cần phải gì? Nghiêm túc khi cơ hội đến và chúng ta tận dụng nắm bắt nó ngay, quý cô chú anh chị nhé. Và Hoàng Viết cũng rất là cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã đồng hành với Hoàng Viết trong buổi livestream ngày hôm nay. Cảm ơn anh Thiệp, cảm ơn chị Phan Lệnh, cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị. Chào bạn Lục Liên nha. Bạn Lục Liên lên muộn quá nhở. Hoàng Viết xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong buổi livestream sau. Và Hoàng Viết xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị nha. Rất cảm ơn quý cô chú anh chị nhiều ạ.